Thầy, cái con thấy cái nghiệp chết sanh là nó nhiều dẫn lắm. Mà ví dụ gia đình đỡ nghiệp chết sanh mà không biết cái khuyên như thế nào mà họ nghe được. À, mình chỉ cần mình khuyên họ để thấy cái sự sống là cái quý báu nhất. Bởi vì mình đã thương yêu sự sống của mình, tại sao mình không yêu sự sống của loài chúng sanh mà mình nở mình bắt mình giết mình ăn thịt chứ? À, mình khuyên lên. Nó thì bắt đầu bây giờ tại sao mà mỗi người mà chúng ta phải đi tu, mà tại sao chúng ta lại ăn chay? Tại vì khi mà chúng ta ăn chay thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ ít bệnh tật, ít bệnh tật. Tại sao vậy? Đã có nhiều bác sĩ người ta đã nghiên cứu về vấn đề đó rồi, chứ không phải là riêng có Phật giáo nói không. Nhưng mà mình thật mình phải thấy cái quy luật của nhân quả, quy luật của nhân quả. Các con thấy rõ ràng này. Bây giờ thầy cầm con dao thầy cắt cổ con gà này, thì làm thịt thầy ăn này. Thì thầy sẽ thấy rằng cắt cổ con gà thì cái cần cổ con gà nó phải đau, nó phải giải giụa chứ gì. Nhưng mai mốt mình đau yết hầu hoặc đau trong cổ họng mình thì mình nói sao tôi đau bệnh đó. Chứ không ngờ là cái hành động mình làm để nó tích lũy cho mình thọ lấy cái quả bệnh tật. Vì vậy mà cái người mà ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, như ăn cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, gà ngỗng, ai mà gì mà mình đem về mình làm thực phẩm mình ăn á, thì mình phải nhận lấy cái sự đau khổ đó vào thân của mình. Không bao giờ mà cái người ăn mặn mà khỏi, bao giờ mà không đi nhà thương. 100 người cũng bệnh hết, không có người nào không. Nhưng mà người ăn chay á, mà ngồi đây mà cũng ăn rau cải mà cũng thèm thịt, cho nên mới chế ra đùi gà, thịt heo bằng cách làm bằng đậu hũ mà vẫn thèm thịt thì phải chế ra cái hình thức đó để mà thỏa mãn cái tâm của mình, thì người này cũng dễ bị bệnh. Còn cái người ăn chay với cái lòng thương yêu thật sự á, vì tôi thương chúng sanh, tôi thương cái sự sống của tôi thương sự sống của chúng sanh, tôi không nỡ tôi ăn chúng nữa, cho nên vì vậy đó tôi ăn chay từ cái lòng thương á, thì người này không đau. Không hiểu không? Mình đâu có quên cái sự đau khổ trong lòng mình đem cái sự thương yêu. Thì sự thương yêu làm sao đau khổ? Nó phải đúng không? Từ tinh thần cho đến thật, cái vật chất, cái cơ thể mà nuôi dưỡng bằng cái thiện pháp. Còn này nuôi dưỡng cái vật chất là ăn chay, nhưng mà cái tinh thần thì thèm thịt. Mấy con thấy nghĩ sao? Có phải mình còn quân cái ác không? Rồi thay cái người mình nuôi tôm đi bán là cũng không được luôn. Nó chứ sao? Mình nuôi cá, nuôi tôm, mình bán để lấy tiền. Bằng đó là mình còn tạo những cái cho người ta làm ác theo nữa. Thì như vậy là vừa thọ cái tội ác của mình, mà vừa thọ những cái tội ác của kẻ khác do mình làm ra, mình nuôi ra. Con thấy tất cả những cái này vì cái sống của mình. Ở trên cuộc đời này nó có nhiều cái sống. Tại sao chúng ta không sống cho tốt? Cho nên có một cái nhà nghiên cứu về loài người, người ta nghiên cứu con người xuất hiện ra đầu tiên là người ta ăn trái cây, ăn lá cây. Chứ người ta không ăn thịt. Nhưng mà mãi đến cái thế kỷ nào đó, cái con người ở vị gì ai cũng ăn rồi không có chịu trồng tỉa ra, thành nó thiếu. Thiếu bắt đầu bây giờ mới đi vô rừng mà lùng những con vật mà ăn. Bây giờ mới ăn thịt mới quen rồi. Cho nên bị người con người mà đã quen ăn thịt rồi thì bắt đầu đó, nó đã không có cái thực phẩm thảo mộc thì mình phải trồng rỉa ra thêm, thì lẽ đương nhiên mình ăn hết gì này không chịu trồng. Ngày xưa người xưa là biết lắm chứ đâu mà cứ đi lùng săn ăn thôi, cho nên cuối cùng nó không còn cây cá, không còn. Bắt đầu bây giờ mới thấy con vật nhiều, chồn chốc ha, hoặc heo rừng cái này kia rồi đi săn bắn cái đó ăn, ăn được rồi nó quen. Bây giờ bỏ cái ăn thịt không được. Đó là một cái câu chuyện của những người khảo cổ người ta viết ra. Thầy đã đọc hết những cái điều này, thầy thấy rất rõ. Con người đầu tiên là con người rất tốt, bởi vì con người sanh ra mà được làm con người rất là thiện. Nhưng mà mãi về sau thì chúng ta quân thành cái nghiệp. Như mình sinh ra cha mẹ mình nuôi, bắt đầu ăn cha mẹ mình ăn thịt cá, cái mốt con đầu tiên cũng thịt cá nữa. Làm sao nó không quen? Chứ đẻ ra rồi bây giờ cứ cho nó ăn rau cải tương dưa coi, tới chừng nó bỏ miếng thịt vô miệng nó ăn được không? Phải không? Cái gì nó cũng thành thói quen. Cho nên ở đây do chúng ta thành thói quen mà tạo thành cái nghiệp ác, nó mất đi cái đạo đức nhân bản, cái đạo đức gốc mà sinh con người. Cho nên do đó mà muốn làm con người rất khó, không phải dễ. Đức Phật nói được sinh làm người rất khó mà. Khó như con rùa mù mà tìm bọng cây giữa biển. Bởi vì năm cái giới của Đức Phật đưa ra thì hiện giờ chúng ta nhìn trên cái thế gian này có thấy ai giữ đúng không? Nhất là cái giới sắc sanh này, thầy nói hầu hết là chắc nữa rồi đi sanh làm gà, vịt, heo, dê, bò, trâu, ngựa, tôm, cá chứ không cách nào khác nữa.
rồi lại còn thêm nuôi từ ao này ao kia tôm cá để bán cái gì, rồi lại nuôi gà chuồng này chuồng kia chứ gì, nuôi heo thì không biết bao nhiêu con để bán lấy tiền. Lấy tiền rồi để làm gì đây? Cuối cùng cũng để cất nhà cửa, sắm đồ để sắm, coi như là mình hạnh phúc. Chứ thật ra mình tạo biết bao nhiêu điều ác. Cuối cùng mình sẽ chết, mình sẽ sanh làm những cái loài chúng sanh đời đời, làm sao mình được thành làm người nữa. Mà để mà có cái nhà đẹp ở, mà cất cái chuồng heo của nó để cho mình vô trong đó ở, hoặc là cất cái chuồng gà vô đó ở, nó hôi thối với buộc. Còn ấy là người ta cho mình xuống cái ao. Rồi bắt đầu bây giờ các con biết con nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, cá, nó cho ăn ba cái đồ để cho mau lớn gì. Thậm chí nó không cần cần cho ăn nữa, nó chích thuốc cho mau lớn nó bán nữa. Con thấy cuộc đời còn cái nghĩa lý gì mà mấy người lại ham mà đi ăn thịt cá để rồi bây giờ mấy người đi săn làm những con vật đó, rồi mấy người biết chừng nào mấy người sẽ trở lại người giết ngàn con, săn ngàn con, giết một con á, giết một con, cái hành động mà mình cắt cổ con gà thì cái hành động đó nó sẽ tương ưng, nó sẽ săn con gà liền tức khắc. Mình nói bây giờ cái tải hành động nó đi săn chứ đâu phải tôi, nhưng mà chính mình làm chuyện đó, cái hiện kiếp của mình đang sống là mình đặt họ được cái quả, quả là bệnh tật. Các con hiểu chưa? Vì mình làm đau khổ chúng sanh thì mình phải thọ cái quả, đó là cái quả hiện tại. Còn cái quả tương lai khi cái mình chết, mình chết, những cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình tạo ác đó, nó đi tiếp tục, nó cứ nó đi săn chúng sanh không. Còn những cái hành động mà mình vừa cắt cổ, cái hành động vừa cắt cổ con gà thì cái từ trường mà hành động ác đó nó tiếp tục tái sinh con gà. Cho nên vì vậy biết bao nhiêu họ đưa vô trong cái nhà máy mà để cắt cổ gà đó, tôi không biết là bao nhiêu nói chết hàng loạt. Ai đó, chính mấy người ăn thịt chúng sanh mà đỏ đó đã làm ra để mà họ lấy đau cổ đó. Rồi mấy người nói tôi làm mà mấy gà nó đau khổ chứ tôi có đâu, ở đây bệnh rề rề, ở đây ở cũng đau khổ chưa chắc. Cắt cổ gà thì cổ phải đau yếu hầu à, không có thật mà đâm đâm cổ nó thì mai mốt ở trong cổ này nổi một mấy người đâm heo chứ gì, đâu có chạy đâu khỏi đâu. Đã nói nhân quả thì một nhân nào thì quả nấy, mình làm cái điều ác nào thì mình phải thọ lấy cái quả khổ đó, cho nên không chạy đâu. Bởi vì quy luật nhân quả là quy luật của vũ trụ, từ cây cỏ đất đá núi sông của chúng ta có được đều theo cái quy luật của nó, chứ không thể nào. Bởi vì môi trường sống là nó phải môi trường duyên hợp, không duyên hợp thì nó không thành cái môi trường sống. Mà đã môi trường sống thì phải theo quy luật nhân quả. Nếu bây giờ con thấy cái quy luật nhân quả con người thì chúng ta thấy nó hành động đâu, thân miệng ý, có phải không? Nơi đó là nơi xuất phát nhân quả. Còn bây giờ thân miệng ý chúng ta để bất động thì nhân quả hoạt động được không? Không hoạt động được. Con thấy rõ ràng cây thì có lúc lặng lúc động, rõ ràng nó đi theo quy luật nhân quả. Còn chúng ta nó động được, con người nó bây giờ thay vì có người chửi mình giận gì mà giờ biết Phật pháp rồi sống giận thì như vậy là nhân quả tác động được rồi. Các con hiểu chỗ mà mình làm chủ chưa? Nhưng cái cây đó gió thổi làm sao nó đứng lại được? Không phải không, nhân quả mà gió thổi cái cây đâu đứng được, nhưng mà mình gió thổi đứng im không phát bất động mà. Cho nên con người mình nhờ có cái trí tuệ mà mình được bất động, mà mình không tu thì mình sẽ bị động theo nhân quả, mà động theo nhân quả thì phải đi vào cái dòng luân hồi, phải sanh diệt, không có thể nào chạy đồng loạt hết. Cho nên pháp của Phật có thực tế và cụ thể, cho nên khi biết rồi thì mấy con bỏ hết. Vào tu thì người ta thử thách, chỗ tu thì bao giờ cũng bị thử thách à, không bao giờ người ta không thử thách mấy con. Người ta thử thách được thì người ta mới hướng dẫn, mà không được thôi người ta không hướng dẫn. Tại cái duyên nghiệp của mấy người đây, họ chỉ có duyên mà họ chưa đủ. Do đó thì mấy con cố gắng, khi mà thầy cho mấy con ra tu viện là thử thách mấy con hết. Rồi bắt đầu mấy con được rồi thì bắt đầu thầy cất những cái ngôi nhà mà thầy sẽ cho mấy con đến, thầy sẽ hướng dẫn cách thức mấy con được.